Rồi, xin chào các bạn, tôi là bác sĩ Công đến từ Bệnh viện Quốc tế Phường Châu, Cần Thơ. Hôm nay tôi muốn nói về cái hệ thống IRAD, tức là hệ thống phục hồi bệnh nhân sau mổ. Thì mục tiêu của IRAD là giúp cho bệnh nhân giảm thiểu căng thẳng trong cái cuộc mổ, giảm đau một cách có hiệu quả và phục hồi sau mổ tốt hơn. Thì hiện tại ở Bệnh viện Quốc tế Phường Châu đã áp dụng cái chương trình IRAD vào trong tất cả các cuộc mổ một cách thường quy, đặc biệt là cái chỉ định mổ lấy thai. Thì nó bao gồm các cái quy trình chuẩn từ cái việc mà chuẩn bị bệnh nhân trước mổ, cái quy trình chuẩn trong cái việc thực hành trong lúc mổ và chăm sóc sau mổ, từ đó giúp cho bệnh nhân an tâm hơn, để người ta hiểu rõ về cái cuộc mổ diễn ra như thế nào, người ta an tâm hơn trong cuộc mổ, không có stress. Và cái việc thực hành chuẩn trong lúc mổ cũng như chăm sóc sau mổ giúp cho bệnh nhân giảm đau rất là tốt, làm cho bệnh nhân phục hồi sớm hơn, chăm sóc con tốt hơn, và đặc biệt là giảm được một cái lượng thuốc giảm đau người ta cần phải xài đó so với trước đây giảm hơn rất rõ rệt. Và điều này nó rất là tốt cho cái chuyện mà phục hồi sau mổ của chúng ta. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu các bạn còn thắc mắc gì thì có thể để lại bình luận bên dưới và chúng tôi sẽ hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho các bạn. Xin cảm ơn.